thành phố Pau, nơi Quang Hải thi đấu đẹp và đặc sắc như thế nào. Sau khi ký hợp đồng 2 năm với Pau FC, Quang Hải đã có buổi tập đầu tiên vào sáng ngày 30 tháng 6. Đến tối cùng ngày, câu lạc bộ đã tổ chức họp báo giới thiệu cầu thủ tấn công người Việt Nam tới đông đảo báo giới nước Pháp và thế giới. Câu lạc bộ Quang Hải đóng quân ở thị trấn Bizanos thuộc Pau, vùng đất miền Nam nước Pháp. Thành phố Pau nổi tiếng với những công trình kiến trúc tráng lệ giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Nơi đây gây ấn tượng với du khách nhờ biểu tượng những lâu đài trung cổ, tường trắng, chóp tối màu. Địa phương cũng lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của một quốc gia châu Âu. Có thể kể đến Chateau de Pau, lâu đài nơi vua Henry IV được sinh ra vào năm 1553. Du khách có thể tham gia các tour khám phá khuôn viên rộng lớn trồng nho, lâu đài cổ kính trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Hơn cả một lâu đài, nơi này còn được xem như bảo tàng với những căn phòng trang trí lộng lẫy, trần nhà và tường được mạ vàng, loạt tranh độc đáo, thảm quý giá. Một trong những điểm đến nổi tiếng khác là Boulevard des Pyrénées, con đường dài 1,8 km được xây dựng từ thế kỷ 19. Từ nơi này, bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Pyrénées, dãy núi phía tây nam châu Âu tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha. Việc sớm xây dựng hệ thống đường sắt đưa du khách từ các quốc gia khác đến thành phố tuyệt đẹp này giúp Pau trở thành khu nghỉ mát thu hút bậc nhất Tây Âu cho đến những năm 1914. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.